Đồ A Tốn người thứ hai. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming nhé. Và ở video này thì đây cũng là một tem của AMG. Thì Khải sẽ tiếp tục soi nhanh cho anh em xem thử anh này là như thế nào và cấp bao nhiêu, hạng bao nhiêu. Hiện tại chỉ là những dự đoán thôi. Đây là họ hạng cũng là đợi dấu hỏi luôn rồi. Hạng đợi dấu hỏi luôn này là anh ta không muốn bung mình là cấp bao nhiêu, hạng bao nhiêu. Nên là toàn dấu hỏi thôi anh em. Đó, hiện tại không biết bao nhiêu cấp nên là Khải không biết chỗ này rồi. Ok, ạc này là mặt côn long đao nha em. Ạc này là mặt côn long đao cũng khá là đẳng cấp. Hiện tại đang sử dụng với mình là kỳ này cũng có hai giống như AMG tí luôn. Đó, AMG tí luôn. Anh em cùng xem nhẹ và đầu tiên thì côn long đao Khải sẽ để ý vào cây vũ khí hơn. Một cây vũ khí, à cây vũ khí này đã được truyền từ người này sang người khác anh em ạ. Tốc 20, bản sắc 56, đặt móc 52. Quá tuyệt vời, sát thương thêm 61%, quá tuyệt luôn anh em ơi. Côn long đao tầm này mang cái đao này chém bay nóc rồi. Quá chất, quá chất. Cái đao này Khải nhớ nhầm ở đâu server thì có người mua cái đao này hơn 4 triệu. Có người mua cái đao này hơn 4 triệu Việt Nam đồng, là khoảng tầm 60 kim hơn. Thì cái đao này hiện tại so với hiện tại bây giờ thì Khải không rõ bao nhiêu. Nhưng mà Khải nghĩ thì những cái món vật phẩm hàng nô, hàng đẹp như thế này thì nó sẽ có cái giá rất là cao. Và cho đến hiện tại bây giờ thì những cái đao top băng sắc như này thì đếm trên đầu ngón tay nè. Chỉ có một cái đao top 20 và băng sắc 70 mấy nữa thì cũng khá đẹp. Cái đao đó thì 6 triệu rồi, không nói đó nè. Cái đao này Khải nghĩ 4 triệu hơn nha năm. Tầm 4 triệu hơn quay đâu. Đó thì tùy người mua như thế nào không biết, mà khả người nó sẽ tầm 3 đến 4 triệu quay đâu tầm đó. Rồi, tiếp tục. Dây chuyền, một chuyền kháng cả 11 hợp kim, sinh lực 110, sinh lực 111 thì dây chuyền này khá đẹp cho con lôn luôn, sinh lực khá chắc luôn nè. Kháng tất cả 11, kháng tất cả 11 hợp kim thì đã kích được cái dòng băng sắt. Áo rồi, áo kim luôn, anh ta đi hướng kích luôn cái áo kim luôn. Áo kim kích luôn cái dòng sinh khí dưới luôn nha anh em. Áo kim kích luôn dòng sinh khí dưới luôn. Gia truyền này hiện tại khả nghĩ gia truyền này hợp kim nha. Ở server này cũng khá là hiếm. Sinh lực nữa còn luôn quá đẹp rồi. Gia truyền này thì nếu mà mình dự đoán mà so giá cho anh em biết thì gia truyền này khả nghĩ nó sẽ tầm khoảng tầm 15 kim thôi đâu. Khoảng tầm 1 triệu hoặc 1 triệu hơn. Đó nè, 15 kim hoặc 15 kim hơn vài kim mà thôi. Đó, thì mình tính chung chung sơ sơ thì khoảng tầm 15 kim. Còn có thể mua 17 hoặc có thể mua 13. Đó. Ở server này cứ 15 kim là 1 triệu nha. Ở server này cứ 15 kim là 1 triệu nha. Áo rồi, một cái áo phù hợp mua sinh lực cao. Áo này cũng khá để cho được con lôn luôn. Anh này dạng như biết cách mặc đồ nè, biết cách mặc đồ đấy. Con lôn ưu tiên sinh lực là bem thôi, tại vì mana nó không cần thiết. Mana con lôn thì nó đánh cái đoàn ngạo thiết tiêu phong thì nó tốn khoảng tầm 4 ít mana thôi, khá là ít. Mana con lôn tầm 5 ít là bem vô tư. Rồi tiếp đến cái áo này thì Khải nghĩ sinh lực như thế này, Khải nghĩ anh này mua cái áo này cao lắm là 2 kim anh em, cao lắm là 2 kim quay đầu, 2 kim quay đầu. Đó là so với hiện tại bây giờ nha. Còn lúc đầu thì hơi mắc ấy. Lúc đầu server thì áo này nằm trên dưới 5 kim. Áo này trên dưới 5 kim. Còn áo so với hiện tại bây giờ thì nó cũng tầm 2 kim quay đầu. Thì nghĩ tầm 2 kim này. Nón đi được kèm với một nón khá đẹp trai anh em thấy chưa. Một cái nón giống y xì như một cái nón định quắc luôn. Quá đẹp. Một cái nón kháng hỏa 15, chón 40. Thì anh ta đi với cái nón này thì hiện tại cứ cho mình được dòng chón 40 nha nè. Cứ được dòng chó 40, sinh lực hơi thấp, hơi thấp thôi. Có thể là anh ta sẽ thay đổi những cái nón khác để sinh lực cao hơn. Nón này thì ở server này Khải nghĩ nó cũng tầm 2 đến 3 kim nè. Nón này còn 2 đến 300 nghìn. Đó. Sinh lực hơi thấp nên là cũng chưa gọi là, tại vì nón này ở server cũng khá là nhiều, cũng tầm mười mấy 20 cái rồi. Cứ chứ kháng họ chó 40 rồi. Rồi tôi đến bao tay, một tay này cũng khá là đặc móc rồi, 540. Nội lực 99, cái này mà sinh lực nữa là đẹp cho con lôn anh ta luôn nè. Nếu mà sinh lực là đẹp luôn nha. Cái bao tay này Khải nghĩ ở server này hiện tại so với hiện tại bây giờ nó cũng tầm 5-7 kim nha nè. 5 đến 7 kim nha nè. 5 đến 7 kim. Rồi tiếp tục xem đai lưng. Đai lưng nếu như thế này đai lưng đi gì đây. Một đai lưng 540 nữa nè. Thì anh ta sẽ đi bao tay với đai lưng để lấy cho mình 80 móc làm chậm nè. 80 móc làm chậm. Đai lưng này thì cũng sinh lực đẹp hơn đai lưng bên kia ấy, đẹp hơn đai lưng của anh MG tới ấy. Thì đai lưng này Khải nghĩ hiện tại so với hiện tại bây giờ đai lưng này bèo lắm, phải 7 đến 8 kim nè. 7 đến 8 kim có thể mua 10 kim. Đó, tùy theo anh em mua như thế nào thôi. Còn giá thì Khải nghĩ cái tầm này thì tầm đai lưng này khoảng tầm 7 kim là cao nè. Đai lưng tầm này 7 kim là cao. Rồi, nhẫn quay, cái nhẫn này mới chất lượng nè anh em. Nhẫn này kháng lôi 19 nha, sinh lực 122 nha, con lôn nhìn có thể chạy dãi thôi. Những cái nhẫn như thế này đếm trên đầu ngón tay anh em, tại vì nhẫn rất là hiếm. Như anh em thấy Khải soi đồ thì những cái nhẫn mà kháng lôi 19 tầm này á là gọi là hàng mát rồi đó nè. Còn hôm trước bờ hát được ngáo á, mang một cái 30 đó là gọi là mát, nhưng mà không có sinh lực lượng, là nó thiếu sinh lực lượng thôi, nhưng mà được cái kháng khá là cao. Còn cái những cái nhẫn mà 19 như thế này đó, nó trợ gì sao đó, nó rất là nhiều.
chứ còn 21, 23, 24 không có luôn, không thấy luôn nha, không thấy từ 20 giờ lên luôn nha, chỉ thấy một duy nhất một cái 30 thôi, còn lại là 19 quay đâu. Thì cái nhẫn này 19 và sinh lực 122, thì nhẫn này Khang nghĩ nếu mà thực chất anh ta này mua, nếu mà gọi là thực chất mua, gọi là đại gia được mua nha, thì nếu có nhẫn này 4 kim là xúc ngay nè, 4 kim hoặc 5 kim là xúc ngay, không đỡ lâu, không đỡ lâu thâu được. Đó, đó là dùng những món đồ là cần cho người thiếu, và thiếu thiếu thì dành cho những người cần anh em. Đó, những cái này gọi là đếm trên đầu ngón tay, thì nhẫn này cũng khá là hiếm ấy. À, một đôi giày khá là chất, 40 đặt móc, thì con lôn thì nó mang khoảng tầm 32 là đặt rồi nè, 32 là đặt móc tóc chạy rồi. Nhưng mà cái giày này được 40 thì chắc chắn anh em Khải suy nghĩ anh con lông đao này sẽ tăng cho mình hai skin tóc chạy, đỡ lấy cho mình thêm một tốc độ chạy nữa. Tại vì Khải thiệt, nói thiệt anh em luôn, những phái như là đường môn này, con lôn này, những phái này Khải chơi nhiều rồi, nên là Khải, nếu mà yêu Khải nha, Khải sẽ tăng 2 điểm tóc chạy đó, còn anh ta tăng như nào Khải không đó. Thì nếu thiệt tình Khải chơi ở tầm cấp này, Khải sẽ tăng 2 điểm tóc chạy đó. Cái giày này quá đẹp rồi, gọi là hàng đẹp rồi nè, 40-15 sinh lực 75. Cái giày này Khải nghĩ mua phải, nếu thiệt tình mua, Khải nghĩ phải gần 10 kim, gần 10 kim anh em, không ít đâu nè, gần 10 kim đổ lại. Nhẫn, ôi một cái nhẫn sinh lực khá đẹp luôn, sinh lực nội lực luôn mới chắc chứ, kháng độc 19 và sinh lực nội lực 130. Ôi nhẫn này mà nếu thiệt tình mua Khải nghĩ chắc phải, nếu mà đại gia 5 kim quay đầu anh em, còn nếu mà tiểu gia thì có thể sắm cái nhẫn này 2 kim 2,5 kim thì mới mua đó, tùy vào người mua và anh ta mua như thế nào thôi. Còn Khải nghĩ thì tầm nó cũng, nếu mà chất giá nó tầm 3 đến 5 kim. Rồi ngập bòi thì chắc chắn là ngập bòi được kích cái đai lưng rồi, ngập bòi được kích đai lưng rồi, ngập bòi được kích đai lưng vậy nè, ngập bòi gì được kích đai lưng rồi, nên là anh ta lấy cho mình sinh lực 140. Nói chung là ạc này, anh này build đồ quá đẹp này mày, ạc con lô mà sinh lực quá chắc luôn, trời ơi, món nào cũng sinh lực nhìn quá chắc luôn nè. 122 131 140, sinh lực một lực và sinh lực 113. Đao thì tiếc không có sinh lực thôi, giày sinh lực luôn, giá trị sinh lực luôn. Chung là set đồ này mà tính ra tổng quan đây thì thiệt anh em nhìn vào vẫn cất cái đao nhất. Cái đao này sơ sơ 4 năm cũ rồi. Rồi những món còn lại như là đai lưng, và đai lưng thì khoảng 10 kim đi, cho 500.000 600.000 đi. Bao tay cũng tầm 400k, đai lưng với bao tay khoảng 1 triệu nữa. Thì kẹp vô cái đao này khoảng tầm 5 triệu, và cái nhẫn cái giày này khoảng 500k đi. 5,5 triệu. Set đồ này thì Khải nghĩ nếu mà quay đầu khoảng tầm gia truyền này khoảng 1 triệu nữa thì quay đầu khoảng set này khoảng tầm 7 triệu quay đầu, 7-8 triệu quay đầu nè. Gọi là set đồ thôi nha. Set đồ thôi, còn ạc thì Khải không rõ nha. Đây là gọi là set đồ thôi. Set đồ hiện tại anh đang sở hữu thì không biết chiếu dạ cái bệnh viện hay không, chiếu dạ bệnh viện nữa thì nó sẽ cầm thêm khoảng 3-4 sĩ nữa. Đó. Hiện tại bây giờ kim thì nó rẻ rồi. Một con chiếu dạ khoảng tầm 5,5-6 kim là có rồi nè. Rồi, nói chung thì anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho con lông đao AMG Tuấn một like, chia sẻ cho nha anh em ơi. Nói chung thì anh này gọi là biết cách build đồ anh em, quá chắc này. Anh em nào mà muốn chơi á thì những cái video nào mà Khải nói người này biết cách build đồ thì anh em cứ có thể xem video này và anh em có thể build sale cho mình ở bên sai. Tại vì những phái nào nó cần cái gì và những phái nào nó cần nội lực hay là những phái nào nó cần sinh khí hoặc là máu thì anh em xem trên clip Khải thì Khải sẽ luôn trải nghiệm và Khải sẽ hướng dẫn anh em luôn, chứ Khải không cần ad của Khải, ad của anh em khác luôn, nhưng Khải sẽ hướng dẫn anh em đơn giản thôi. Như vậy con lôn đao này ưu tiên sinh lực đó, vậy thôi. Những cái Khải nói thì anh em cứ biết, thì anh em cứ cố gắng, anh em làm theo cảm giác anh em sẽ trâu, và anh em có thể sắm theo sẽ đồ của những người cao thủ như thế này thì anh em có thể đánh rồi đó. Rồi nói chung ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video và đừng quên ủng hộ cho AMG Tuấn và cũng như Di Khải Minh một like chia sẻ chơi nhé.